Lĩnh Nam Trích Quái, chuyện cá tinh. Ở ngoài biển Đông có một con cá đã thành tinh, mình như rắn, dài hơn 50 trượng, chân nhiều như rết, biến hóa thiên hình vạn trạng, linh dị khôn lường. Khi đi thì ầm ầm như mưa bão, lại ăn thịt người nên ai cũng sợ. Đời thượng cổ có con cá dung mạo như người, bơi tới bờ biển Đông biến thành hình người, biết nói năng, dần dần sinh ra nhiều con trai con gái, hay bắt cá tôm sò hến mà ăn. Lại có giống mọi sống ở đảo biển, chuyên nghề bắt cá. Sau cũng biến thành người, giao dịch với man dân các vật như muối gạo, quần áo, dao búa, thường qua lại ở biển Đông. Có hòn đá ngư tinh, răng đá lởm chởm cắt ngang bờ bể. Ở dưới đá có hang, cá tinh sống ở trong đó. Thuyền dân đi qua chỗ này thường hay bị cá tinh làm hại. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở đường đi khác nhưng bị đá rắn chắc khó đéo. Một đêm, có tiền nên đục đá làm cảng để cho người đi dễ dàng qua lại. Cảng mới sắp làm xong, cá tinh bèn hóa làm con gà trắng gáy ở trên núi. Quần tiên nghe tiếng, ngỡ rằng đã rạng đông nên cùng bay lên trời, này gọi là cảng Phật Đảo. Long quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền lớn, hạ lệnh cho quỷ Dạ Xoa ở dưới thủy phủ cấm thần biển không được nổi sóng, rồi chèo thuyền đến bờ hang đá cá tinh, giả vờ cầm một người sắp ném vào cho nó ăn. Cá tinh há miệng định nuốt, Long quân mới cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng cá. Cá tinh chồm lên quấy mình quật vào thuyền. Long quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên. Núi này chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ. Còn cái đầu trôi ra ngoài bể biến thành con chó. Long quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó. Nó biến thành cái đầu chó, này gọi là núi đầu chó hay cầu đầu sơn. Còn thân mình trôi ra ngoài mạn cầu, chỗ đó này gọi là cầu mạn cầu.